Câu chuyện nổi bật nhất trong ngày hôm nay mà Lê Ngọc gửi đến cho quý vị. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump, ông không thêm được cái câu hỏi về quốc tịch trong mẫu thống kê dân số census năm 2020. Và những cái qua những cái tin tức này thì nói là Tổng thống Donald Trump trong ngày thứ năm ông đã lùi bước sau khi ông biết rằng là ông không còn một con đường pháp lý nào khác để có thể thêm vào câu hỏi về quốc tịch trong bản thống kê dân số năm 2020. Nhưng Tổng thống đã làm gì? Ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp liên quan tới việc để mà ông có thể thu thập được thông tin về quy chế là có bao nhiêu công dân Mỹ và có bao nhiêu là không phải, chưa là công dân Mỹ, thay vì đưa cái câu hỏi liên quan tới quốc tịch vào thống kê dân số năm 2020. Và Lê Ngọc xin mời quý vị theo dõi lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về vấn đề quốc tịch trong ngày hôm qua như thế nào. Are you a citizen of the United States of America? Sir, you can't ask that question. Why? Because the court said you can't. We have three very unfriendly courts. They fight us all the way. The judges don't like us too much, I guess. But think of that, Herman. Think of that question. Quý vị vừa mới nghe Tổng thống nói rằng là có lẽ là ba cái tòa án vừa mới xảy ra đều không ưa, không có binh vực Tổng thống để mà không được cái câu hỏi bước vào cái bản thống kê dân số năm 2020. Và sự kiện này, thưa quý vị, sẽ trở lại với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân tích về vấn đề pháp lý. Lê Ngọc xin mời quý vị trở lại với những bản tin của đài NPR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2. Khi mà quý vị lái xe DC, Maryland, Virginia và quý vị vẫn nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co, hoặc là quý vị có thể nghe live qua YouTube NV Radio Việt Nam Live. Và Lê Ngọc đã có luật sư Duyên trên làn sóng của NPR. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý khán giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với lại anh Duyên, bước ngay vào những cái bản tin thì Lê Ngọc xin gửi đến cho quý vị một cái lời tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về bản thống kê dân số census năm 2020 để cho quý vị biết là thật sự sẽ có cái câu hỏi về quốc tịch trong đó hay không. Thì phát biểu ngay tại Tòa Bạch Ốc trong ngày hôm qua, Tổng thống đã cho biết là do những cái vấn đề tranh chấp và ngay cả quá nhiều những sự phản đối thì chính quyền của Tổng thống sẽ không đưa câu hỏi về quy chế công dân trong cái mẫu thống kê dân số, mà chúng ta biết là census thì cứ được thực hiện mỗi 10 năm một lần. Thay vào đó thì Tổng thống Trump cho biết là ông đã ký một cái sắc lệnh hành pháp. Theo đó thì ông yêu cầu những cơ quan liên bang phải chia sẻ thông tin với Bộ Thương mại Mỹ để thu thập đầy đủ những thông tin và thống kê về số lượng công dân Mỹ và số lượng không phải, chưa là công dân Mỹ. Và như vậy thì thật sự cái con số này là bao nhiêu đang sinh sống tại nước Mỹ. Thì thưa với luật sư Duyên, qua cái sự kiện mà Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố thì có nhiều người đã cho rằng là Tổng thống Donald Trump cũng phải lùi bước sau khi mà ông biết rằng không còn một con đường pháp lý nào khác để ông có thể thêm cái câu hỏi về quốc tịch Mỹ trong bản thống kê dân số cho năm 2020. Thưa luật sư. Điểm thứ nhất là cái quyết định của Tổng thống rút lại, không có cài cái câu hỏi về quốc tịch ở trong cái bản dân số. Cái quyết định nó fair là tại, và sau đó ngày hôm nay cái tin giờ chót đó là Tổng thống đã ra lệnh rồi. Tổng thống nói là bây giờ muốn tìm hiểu về cái số dân số là bao nhiêu người là bất hợp pháp hay là bao nhiêu người mà không có quốc tịch mà chỉ mới có thẻ xanh thôi đó, thì Tổng thống đã ra lệnh cho phía bên hành pháp nằm ở trong cái thẩm quyền của Tổng thống tìm bằng mấy cái ngõ khác. Trong mấy cái ngõ khác đó, Tổng thống nói là thứ nhất, cái Department of Homeland Security đó, tức là bao gồm cái sở di trú trong đó, đó thì
thì họ muốn là phải cung cấp, thì tổng thống yêu cầu là cái bên phía sở di trú với lại cái bộ nội an đó phải đưa trình bày hết những cái người nào là thứ nhất là có quốc tịch chưa, hoặc là chỉ mới là thẻ xanh, rồi du học sinh đó, cái visa mà F1 với M1 đó thì du học sinh, hay là những cái người mà đi qua đây chỉ là du khách thôi đó, thì tất cả những cái đó phải đưa qua cho hành pháp. Thứ nhất cái đó nó fair, cái đó nó tốt cho nước Mỹ mà nó không có vi phạm gì tới cái bản kiểm tra dân số 2020 hết. Thì một chút xíu anh Duy sẽ trở lại cái đó. Chẳng hạn rồi Department of State, tức là cái Bộ Ngoại giao đó, thì những nơi mà cấp cái visa về 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 tị nạn, hoặc là những cái giấy tờ mà đi vào đây làm ăn buôn bán, B1, B2 gì đó, thì cũng phải trả lời cho bên phía bên hành pháp. Nhất là cái Social Security đó, chúng ta biết là cái nơi mà cấp cho chúng ta cái thẻ Social Security, thì ông muốn là tổng thống muốn là cái toàn bộ cái master copy của toàn bộ cái hồ sơ của bên phía bên Social Security cũng phải đưa qua cho tổng thống. Rồi sở xã hội, y tế với xã hội đó, gọi là health với lại human services đó, thì cũng phải đưa tất cả những cái hồ sơ mà về Medicaid này đó đưa qua cho tổng thống. Cái lệnh của tổng thống thì nó có tính cách bao trùm, thì chắc chắn là khi mà đi sâu vào mà áp dụng cái lệnh của tổng thống đó thì sẽ có những phần mà nó không hợp luật, hay là nó không có hợp hiến pháp đó. Chắc chắn là sẽ có những cái tổ chức, những cái cơ quan đó mà họ challenge, họ thách thức cái chuyện đó trước tòa, cái chuyện đó tính sao. Nhưng mà cái tinh thần khi mà tổng thống nói là tôi muốn tất cả những cái thông tin của những người ở đây bất hợp pháp với hợp pháp, thì mà nó không dính gì tới cái vấn đề mà dân số đó, để mà đừng có ảnh hưởng tới cái vấn đề tiền cấp cho các cái tiểu bang, rồi tiền cấp cho các địa phương vân vân, nó không có ảnh hưởng tới cái chuyện mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, mà thì cái đó theo tôi nó fair. Cho nên như là một cái góc nhìn khác nói rằng bây giờ tổng thống muốn những cái thông tin đó, mà chắc chắn là muốn mà buộc người ta đi qua cái ngõ cái bản kiểm tra dân số đó, thì khi mà chúng ta đi tìm mà qua cái ngõ bản kiểm tra dân số thì chắc chắn cái bản kiểm tra dân số mà nộp vào đó nó sẽ không chính xác. Nó sẽ không chính xác là bởi vì người ta sẽ những cái người mà có cái vấn đề về di trú đó, người ta sẽ giấu đi, người ta không khai. Còn bây giờ không có cái câu đó đó, thì chẳng hạn như nó là trong gia đình có bao nhiêu người và sinh sống ra sao vân vân, thì cái đó người không có tên tuổi mà, thì người ta cứ gửi vô chỉ có tên của cái người gia trưởng rồi đó, người ta gửi vô thì cái con số nó mới chính xác được. Cho nên nói gì thì nói là nếu mà tổng thống nhượng bộ, không có tổng thống không có dám cài qua luôn cả 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 cái tối cao pháp viện đó, thì ít ra nó là một cái dấu hiệu tốt cho cái nền dân chủ, một cái dấu hiệu tốt tạm thời đó, là bởi vì mình biết là cái nội các này với cái thượng viện mà dưới quyền của Mitch McConnell đó, họ đã từng dùng cái chữ là chúng ta cày qua luôn, chúng ta plow qua luôn đó, thì bây giờ thấy là cái máy cày đang bị khựng lại, thì đó là dấu hiệu tốt. Còn cái việc mà giống như tôi chia sẻ hồi nãy, tổng thống tìm những cái thông tin đó qua những cái cơ quan khác, mà những cơ quan đó dưới quyền chỉ đạo của bên hành pháp, có nghĩa là bên phía tổng thống đó, thì tổng thống muốn làm gì thì làm, miễn đừng có vi phạm luật. Cái chính ở trong cái người ta sở dĩ người ta chống đối nhiều về cái câu hỏi mà 2020, mà đưa cái câu hỏi về quốc tịch vào trong cái bản bản điều trần này đó, bản điều tra dân số đó, chỉ vì là nó cho thấy là tổng thống làm càn, cài qua cả pháp luật. Ta ở trên pháp luật, ta muốn làm gì ta làm, thì cái đó nó đã bị chặn lại, nó khựng lại. Và cái dấu hiệu mà bị chặn lại, bị khựng lại đó, nó tốt cho cái nền dân chủ. Còn trước hay sau gì, những cái người ở đây bất hợp pháp
chắc chắn là thông tin đó, nếu mà tổng thống muốn, vẫn có thể tìm qua được một cái ngõ khác mà không vi phạm luật, không vi phạm hiến pháp. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, luật sư Duyên vừa mới nói đến cái việc mà thống kê dân số đã được dùng để mà với cái mục đích là xác định cho cái số ghế mà mỗi tiểu bang có thể có trong Hạ viện Hoa Kỳ, và đồng thời thì cũng ảnh hưởng đến việc phân bổ tiền bạc đó, mà cái số tiền này lên rất là nhiều, lên có thể nói hàng tỷ Mỹ Kim trong quỹ liên bang đến cho từng tiểu bang một. Nhưng mà thưa với lại luật sư Duyên, dù là Tổng thống Donald Trump ông đã nhượng bộ, cái câu hỏi về quốc tịch sẽ không có trong cái bản kê khai dân số, nhưng mà khi mà cái sự kiện này nó đã xảy ra rồi thì luật sư Duyên nghĩ cái ảnh hưởng đến cho người dân Mỹ đi, quốc tịch thì Lê Ngọc không nói, nhưng mà những người mà mới có thẻ xanh hay là những người chưa có thẻ xanh nhưng mà họ đến cư trú, thì cái đó cũng là cái quyền của họ để mà họ có thể điền vào cái bảng thống kê dân số họ. Như vậy thì họ sẽ rất là lo ngại, và chắc chắn là cái con số để mà được là chính thức thống kê dân số của nước Mỹ nó cũng sẽ không có phản ảnh đúng thật sự là bao nhiêu người dân đang sống ở nước Mỹ ạ. Chính vì thế mà bây giờ Tổng thống đã phải chịu thua đó, đã rút cái câu hỏi đó lại. Vậy thì khi mà cái bảng dân số sắp tới mà đến tận từng gia đình chúng ta đó, sẽ không có hỏi là bao nhiêu người là thẻ xanh hay là bao nhiêu người bất hợp pháp trong đó, chỉ hỏi là gia đình có mấy người, là tuổi tác của lứa, khoảng lứa nào, vân vân, chứ không có nói tên chi tiết của từng người, không có nói là những người đó đang ở cái địa chỉ này, không nói là những người đó có thẻ xanh hay là bất hợp pháp. Tất cả những con đó nó, người ta mình không có phải trả lời ở trong cái bảng kiểm tra dân số. Thành ra còn tổng thống muốn tìm những cái thông tin đó thì tìm qua những cơ quan khác, như là Social Security, như là Bộ Nội an, Sở Di trú hay là Bộ Ngoại giao, vân vân. Trở lại với Lê Ngọc. Vâng, nếu mà nói về vấn đề người dân của mình đi thì có thể là mọi người đều có cái quyền tự do điền hay là không điền, nhưng mà nói về vấn đề mặt chính trị, thưa với luật sư Duyên, hiện nay họ nói cái sự đòi hỏi của Tổng thống Donald Trump để mà có thể mang lại một cái lợi thế cho bên đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử sắp tới và ngay cả cho những cái cuộc bầu cử trong tương lai, thưa luật sư Duyên. Khi nếu mà giả sử bên phía đảng Cộng Hòa đó mà có những cái thông tin chi tiết về những người mà có quốc tịch, có nghĩa là những người sẽ bỏ phiếu đó, thì nó sẽ lợi trong cái việc mà mình vẽ cái bản đồ mà lằng ngoằng lèo ngoèo đó để mà mình gom. Thí dụ bây giờ đảng Cộng Hòa đi, mà họ cái quyền là quyền trong tay họ, cho nên khi mà vẽ lại cái bản đồ đó thì họ gom tất cả những người, thí dụ trong một cái tiểu bang, gom tất cả những cái khu vực nào mà có người dân chủ đó về, gom về một chỗ, vẽ cái bản đồ khoanh vùng đó. Thì khi mà bỏ phiếu đó, thì đảng Dân Chủ, bởi vì gom là vẽ bản đồ theo cái kiểu mà gom lại đó, thì có thể đảng Dân Chủ chỉ chiếm được một vài cái ghế ở những cái nơi mà họ vẽ bản đồ, họ khoanh vùng đó. Còn trong khi những cái người ủng hộ đảng Cộng Hòa có thể là thấp hơn, cái số người tổng cộng có thể thấp hơn, nhưng mà họ rải rác ra nhiều nơi, cứ mỗi một nơi đó Cộng Hòa hơn một chút xíu thôi, thì Cộng Hòa sẽ lấy được nhiều cái ghế hơn ở trong cái tiểu bang đó chẳng hạn. Thì đó là cái mà anh Duyên với Lê Ngọc vẫn chia sẻ về cái kỹ thuật đó, gọi là gerrymandering đó, có nghĩa là khoanh vùng đó. Thì cái kỹ thuật gerrymandering này thoạt đầu đó được sáng chế bởi đảng Dân Chủ, bởi cái ông thống đốc ở Massachusetts đó, là ông làm như vậy để cho có lợi cho đảng Dân Chủ. Thành ra những cái mánh khóe mà gọi là ảnh hưởng tới bầu cử đó, chưa tới mức độ gọi là gian lận đâu, nhưng mà một phần kể là gian lận rồi đó, gian lận bầu cử đó, nó xảy ra cho cả đảng Dân Chủ, cho cả đảng Cộng Hòa. Lúc cái khuynh hướng thì khi thì đảng này nắm quyền thì mạnh hơn, tới chừng đảng kia quật lại mạnh hơn mà. Cho nên trước hay sau gì dần dần cũng sẽ tới một cái chuyện gì đó mà nó công bằng hơn. Chẳng hạn như là cứ một cái bản đồ
mà gọi là sinh sống ở một cái tiểu bang đó thì bắt buộc nó phải nằm theo như vậy, chứ nó không có chạy vòng vòng đi theo một cứ mỗi một lần bầu cử người ta lại có một cái bản đồ mới, thì cái chuyện đó là một cái chuyện vô cùng ăn gian, vô cùng sai trái. Mà cho tới giờ phút này cái hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ đó chưa có chận được, thành ra chắc có lẽ là nếu mà muốn thì luật phải ra từ quốc hội, tại vì quốc hội là cơ quan làm luật mà. Nếu mà tránh những cái bê bối đó trong tương lai, khi thì có lợi cho dân chủ, khi thì có lợi cho Cộng hòa, quốc hội họ phải ngồi xuống và cả hai đảng phải ra cái luật như thế nào để mà khi mà đã định cái bản đồ chia từng cái khu vực bầu cử rồi đó, thì cái bản đồ đó sẽ áp dụng hoài hoài, mặc dù là dân chúng có di động, có thay đổi chỗ ở đi nữa. Không có phải là vì người ta, cái số dân chủ hay là Cộng hòa gom về cái chỗ nào đó thì cứ mỗi một kỳ bầu cử chúng ta lại vẽ lại bản đồ, thì cái đó nó là một sự ăn gian. Trở lại với đây không? Dạ vâng, như vậy thì quý vị cũng biết là trong ngày hôm qua khi mà Tổng thống Donald Trump ông ký cái sắc lệnh hành pháp Executive Order là chỉ để nhằm thu thập những cái thông tin về công dân của nước Mỹ thôi, chứ cái câu hỏi là không có trong cái bản kê khai dân số cho năm 2020. Và từ những cái vấn đề mà nói về bao nhiêu là công dân Mỹ và bao nhiêu là người chưa là công dân Mỹ, thưa với luật sư Duyên, thì những cái tin tức mà liên quan đến vấn đề di dân và đặc biệt là một cái sự đẩy mạnh vấn đề trục xuất, có cái điều này có thể làm cho những người di dân họ lo sợ, họ chùn bước, họ không dám đi nữa. Thì cái tin mà Lê Ngọc vừa mới nhận được là quyền giám đốc của cơ quan nhập tịch và di trú Mỹ, tức là ông Ken Cusillini, thì ông vừa mới lên tiếng, ông cho biết rằng là cơ quan thực thu di trú và hải quan mà chúng ta biết tới đó là ICE chắc chắn sẽ tiến hành để mà bố ráp di dân bất hợp pháp trong cái ngày cuối tuần này, thưa quý vị. Thì nếu mà sự thật này khi mà lên tiếng như vậy mà nói là có khoảng tới 1 triệu người ở Mỹ đã có cái lệnh trục xuất, và tất nhiên đó là cái điều mà cơ quan thực thi di trú và hải quân họ phải theo đuổi trong những cái vụ bố ráp này. Thì thưa với luật sư Duyên, thật sự cái việc bố ráp hay là cái việc mà lên tiếng là cơ quan ICE sẽ bố ráp di dân bất hợp pháp như vậy có làm ảnh hưởng đến những gì đang xảy ra trong cái chiến dịch tranh cử ở nước Mỹ, khi mà chúng ta thấy có quá nhiều những cái tin tức tiêu cực về cách hành xử của CBP ở tại biên giới đối với những giới trẻ em, thưa luật sư? Thứ nhất, trong cái chương trình trước thì Lệ Ngọc Văn Duyên có chia sẻ rồi, nói mà trục xuất 1 triệu người thì chắc chắn là mình ngay bây giờ những cái phương tiện rồi cái vấn đề mà đi tìm bắt họ rồi giữ họ lại rồi chuẩn bị thương lượng với nhiều quốc gia, thí dụ người Việt Nam thì đưa về Việt Nam, Trung Quốc đưa về Trung Quốc, rồi El Salvador thì phải liên lạc với El Salvador để mà đưa về đó. Cái chuyện đó nó mất thời gian nhiều, thành ra và mình không có đủ cái nhân lực cũng giống như không có đủ cái phương tiện để mà làm cái chuyện đó. Cho nên cái câu nói là trục xuất 1 triệu người là một cái mà đưa ra để mà hù dọa nhiều hơn. Cái điểm thứ hai nữa đó là nếu mà chúng ta đọc kỹ những cái chữ nghĩa ở trong những cái tuyên bố của bên phía sở di trú đó, là họ chỉ tập trung, họ trục xuất những người đã bị lệnh tòa trục xuất rồi mà sau khi đó ra khỏi tòa ở lại đây luôn. Chứ không phải là tất cả những người mà gọi là đi đi ruồng bắt những người di dân bất hợp pháp, là tại vì chúng ta biết là những người di dân bất hợp pháp đó họ mình không có cái những cái tài liệu chi tiết của họ, thành ra mình đi để đi tìm họ rất là khó, nhất là cái nhu cầu để mà trục xuất những người mà đã bị trục xuất rồi đó, thì thường thường những người đó là những người bị phạm tội hình sự cho nên người ta trục xuất trước. Chứ còn những cái người mà vẫn bị trục xuất nhưng mà không phải là do cái vấn đề hình sự đó thì chắc có lẽ là sẽ chậm hơn về sau. Cho nên cái mà mình lấy làm lạ là như vậy nè, thì thứ nhất là họ sẽ tiến hành trục xuất những cái người đã bị trục xuất do phạm tội đại hình, thì cái đó mình biết rồi, nhưng mà tung hê cái tin này lên
chúng ta biết rằng là trước khi mà chúng ta bắt những người gọi là di trú bất hợp pháp đó, mà chúng ta lại loan lên cho cả nước biết, thì làm như vậy có nghĩa là chúng ta đưa lên cái cảnh báo, mà đưa lên cái cảnh báo thì mấy cái người đó họ đâu có ở cái căn nhà đó nữa, họ chạy qua căn nhà của bà con thân thuộc bạn bè để họ ở. Thì vào cái ngày chủ nhật này có thể là sẽ đi tới những cái nơi đó đó mà tìm không ra người cũng có nữa, là tại vì những người đó đi chỗ khác ở hết rồi. Nếu mà mình biết như vậy thì mình cái câu hỏi của mình là tự hỏi là tại sao bên phía của Tổng thống Donald Trump lại tung ra cái tin như vậy vào lúc này. Thứ nhất, tung cái tin ra mà vào lúc này đó thực sự không phải là để bắt mấy người đó. Chúng ta biết là cái chuyện mà bắt người và trục xuất người đó, sở di trú thời tổng thống nào họ cũng làm hết đó. Và cái records cho thấy là ngay cả thời của tổng thống Obama đi nữa đó, thì cái số người mà bị trục xuất nó cao hơn mấy đời tổng thống khác và cao hơn tổng thống Trump bây giờ nữa. Nhưng mà người ta làm im lìm. Còn đằng này tổng thống Trump gọi là khua chiên giống trống lên, mà mình khua chiên giống trống nó để làm vui lòng ai? Là để làm vui lòng cái base của mình. Khi tất cả những điều mà tổng thống làm đó, có nghĩa là mình cứ cài đi, mình cứ loan báo, mình khua chiên đi, thành công hay không thành công nó không có quan trọng bằng cái chuyện là những cái người mà điên cuồng mà ủng hộ tổng thống thống đó, thì người ta biết rõ ràng là đây nè, tổng thống Trump là ông có cố gắng để ông giữ lời hứa của ông, chứ không phải là ông lờ đi, ông không có lờ. Và cái đó là cái chiến dịch mà bây giờ nó đang xảy ra, chúng ta sẽ thấy từ đây cho lúc tranh cử năm 2020, là bởi vì tổng thống Trump luôn luôn tranh cử trên hai cái bình diện, một là gieo rắc cái sợ hãi, và cái thứ hai là luôn luôn nói có một cái conspiracy, có một cái âm mưu nào đó mà chính tổng thống là nạn nhân của cái âm mưu đó. Cái âm mưu đó đó nó là họ sẵn sàng họ dựng lên những cái tin, nghĩa là ma, nghĩa là những cái tin không có thật, nhưng mà cho thấy rằng là chung quanh toàn là những kẻ ác thôi, còn chính tổng thống Trump là nạn nhân. Cho nên cái thuyết thứ nhất là gieo rắc sợ hãi và gieo rắc cái nghi ngờ trong mọi sự để rồi chỉ có tin vào Donald Trump thôi đó, thì cái đó là cái chính sách tranh cử của Trump vào năm 2020 nó cũng chỉ rập khuôn như thế mà thôi. Chúng ta theo dõi những mẫu tin rồi chúng ta sẽ thấy. Trở lại với Lê Ngọc.